Trong lịch sử tham dự môn bóng đá Nam ASEAN, U23 Trung Quốc chưa từng giành được bất cứ tấm huy chương nào. Lần gần nhất đội bóng xứ tỷ dân lọt vào vòng tứ kết cũng đã từ tận năm 2006. Trải qua tới 17, U23 Trung Quốc mới thêm một lần lọt vào top 8 đội mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc là đội bóng giàu thành tích bậc nhất ASEAN. Kể từ nội dung bóng đá nam được quy định cho độ tuổi U23, Hàn Quốc đã lọt vào bán kết trong tất cả những lần góp mặt. Họ giành được tổng cộng 2 huy chương vàng và 2 huy chương đồng. Không chỉ vượt trội về thành tích quá khứ, U23 Hàn Quốc còn được đánh giá cao hơn về mặt chuyên môn ở thời điểm hiện tại. Đội bóng xứ Kim Chi mang tới ASEAN đội hình mạnh gồm nhiều ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu. Lợi thế hiếm hoi nghiêng về U23 Trung Quốc trước trận tứ kết chính là sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ. Bước vào trận đấu, U23 Trung Quốc chọn lối chơi phòng ngự số đông. Đội chủ nhà tạo ra nhiều lớp phòng ngự trước khung thành thủ môn Han Jiaki. Lối chơi này giúp U23 Trung Quốc hạn chế được đáng kể những pha lên bóng tốc độ của U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch đã sớm thể hiện bản lĩnh nhờ một tình huống cố định. Từ quả phạt trực tiếp chách bên cánh phải, Hong Huyên Súc tung cú đá hiểm hóc vào góc gần đánh bại thủ thành Han Jiaki, mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thắng này, mọi thứ trở nên thuận lợi hơn hẳn với U23 Hàn Quốc. Đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Hoang Sun Hong thoải mái duy trì thế trận kiểm soát bóng vượt trội và rình rập sai lầm của đối phương. Trong khi đó, U23 Trung Quốc muốn dâng cao đội hình chơi tấn công nhưng gặp nhiều khó khăn. Các pha triển khai của đội chủ nhà thường sớm bị đánh chặn ngay ở khu vực giữa sân và hiếm khi tiếp cận được vòng cấm địa đối phương. Không tấn công quá dồn dập nhưng tới phút 35 U23 Hàn Quốc vẫn có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Cho Yanguk nhận bóng bên cánh phải và căng ngang vào vòng cấm địa. Thủ môn U23 Trung Quốc cản phá thiếu dứt khoát và để cho Song Min-kyu thoải mái nệm bóng vào lưới trống. Cơ hội tốt nhất dành cho U23 Trung Quốc trong hiệp 1 đến ở những phút bù giờ. Đáng tiếc, cú đánh đầu cận thành của cầu thủ đội chủ nhà lại đưa bóng tìm đúng cột dọc khung thành U23 Hàn Quốc. Đầu hiệp 2, U23 Trung Quốc thực hiện liên tiếp hai sự thay đổi người. Đội bóng xứ tỷ dân tạo ra một số pha bóng đáng chú ý nhưng không thể dẫn tới bàn thắng. U23 Hàn Quốc sau đó siết chặt lại đội hình và gần như khóa kín mọi nẻo đường dẫn tới khung thành thủ môn Lee Kwang-yeon. Thời gian cứ thế trôi đi trong sự bất lực của các chân sút U23 Trung Quốc. Ngay đến cả việc tung ra một cú dứt điểm thôi cũng đã là không hề đơn giản. Trận đấu khép lại với tỷ số 2, không nghiêng về U23 Hàn Quốc. Đội bóng xứ Kim Chi giành quyền đi tiếp và sẽ gặp U23 Uzbekistan ở vòng bán kết. Cặp đấu bán kết còn lại là giữa U23 Nhật Bản và U23 Hong Kong, Trung Quốc. Hai trận bán kết diễn ra vào ngày 4 tháng 10.